Thưa quý vị, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là siêu thị Phúc lợi Đoàn viên Union Mart nằm trên đường Mê Linh, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, do công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với đơn vị khai trương vừa qua. Siêu thị có nhiều gian hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu với giá cả hỗ trợ từ 5 đến 10% cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác của chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn do đơn vị ký kết thấy trong này rất là nhiều hàng hóa và giá cả cũng hợp lý chị ạ. Cô trong này em thấy rất là yên tâm. Và những hàng hóa này em sẽ dành để ăn và là vừa em cũng đi làm công nhân rồi em cũng được một phần ạ. Công đoàn viên chức thành phố cũng vừa tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn và hội nghị triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, có 18 đồng chí cán bộ công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc được tặng kỷ niệm chương. Bên cạnh đó, nắm bắt được tình hình đoàn viên, người lao động tại các trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng bà nà nuôi chúa, làm việc, sinh hoạt trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại đây. Nhận được cái tin là Liên đoàn lao động thành phố có hỗ trợ cho tập thể, công bộ, viên chức, người lao động của trộm Tà Nô, một số dụng cụ thiết yếu để phục vụ cho đời sống đó là cũng là một động lực để cho anh em chúng tôi luôn phấn đấu và để mà tiếp tục quản lý cái mà quản lý bảo vệ rừng lá phẩu xanh của thành phố. Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong tháng 10 năm 2023. Hiện nay, các công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, diễn ra với không khí đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm. Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn được các cấp ủy đảng ghi nhận. Có thể nói, mỗi hoạt động đều có ý nghĩa vô cùng lớn, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trước thêm diễn ra đại hội đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống công đoàn việt nam và phát huy trách nhiệm của đoàn viên người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh